Nguyễn Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo VN và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyễn Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, khi chương trình này đến với quý vị là chúng ta đang chuẩn bị để đón Giáng sinh. Thì nhân mùa Giáng sinh của năm 2019 thì chúng tôi cũng xin cầu chúc tất cả quý vị. Bây giờ Giáng sinh thì không phải là ngày lễ riêng của người Công giáo mà khắp nơi. Tất cả các nơi trên thế giới, các nước nào cũng vậy, người ta cũng tổ chức mừng Giáng sinh. Thì chúc quý vị một mùa Giáng sinh bình an, vui vẻ, hạnh phúc đối với gia đình, với người thân. Và riêng đối với đất nước Việt Nam thì với tâm tình của người Việt Nam, mặc dù chúng tôi sống xa xứ nhưng mà cái tấm lòng của chúng tôi lúc nào cũng hướng về quê hương đất nước. Chúng tôi làm những công việc mà vẫn thường bị chụp mũ là nói xấu đất nước. Thưa quý vị, đất nước mình không có gì xấu cả. Đất nước mình nó xấu là do cái đám mà đầu trâu mặt ngựa, nó sâu dân mọt nước làm cho xấu thôi. Chúng tôi chỉ nói về cái đám đó thôi chứ đất nước Việt Nam lúc nào cũng tươi đẹp, bởi vì mình là người Việt Nam mà. Chỉ mong rằng mùa Giáng sinh rồi tới năm mới thì có những điều thay đổi tốt đẹp cho đất nước Việt Nam. Và chúng tôi cũng không mong gì là đảng và nhà nước thay đổi cả, nhưng mà chỉ mong là nhân dân Việt Nam sẽ làm nên lịch sử. Chỉ có người dân trong nước mới làm được việc đó thôi. Chúng tôi chỉ cầu mong như vậy. Và xin cầu chúc cho tất cả mọi người có được một mùa Giáng sinh bình an và hạnh phúc. Xin mời Minh Khôi. Dạ vâng. Và trong tuần qua thì báo chí trong nước, tất cả các báo chí đều đăng tin về cái vụ mà tòa đang xét xử công ty cái AVG gì đó, Mobifone. Trong biết như trong nước đọc là Mobifone mua lại công ty AVG, có cái số tiền thất thoát lên tới tỷ. Nổi cộm nhất là ông Nguyễn Bắc Sơn, là ông này là Bắc Son, ông này là bộ trưởng, cựu bộ trưởng bộ thông tin tuyên truyền, bộ thông tin và truyền thông. Thì ông này bị ông tố cáo về cái tội mà nhận hối lộ 3 triệu Mỹ Kim. Ít ha, có 3 triệu. Ông ấy ra tòa thì ông ấy hồi trước thì ông nhận tội, ông nói rằng 3 triệu Mỹ Kim đó ông bỏ vào cái thùng, ông sau khi nhận xong thì ông bỏ vào thùng giấy mấy thùng gì đó, ông để ngoài bên ngoài hiên có hàng rào, có cái được che chắn lại không ai biết. Và sau đó thì ông ấy giao cho con gái của ông ấy mỗi lần là 200.000, 300.000 gì đó đưa cho cháu. Bây giờ thì đến khi ông ra tòa lần này thì ông này đầu tiên buổi sáng thì ông chối, ông bảo không có nhận được hối lộ đồng nào hết. Xong buổi chiều ông bên sau suy nghĩ sao thì ông lại nhận hết. Ông nhận hết và ông lại nói là ông không có đưa cho ai hết, ông để không có đưa cho gia đình đồng nào hết, ông tiêu hết. Thế tòa mới hỏi là ông tiêu bao nhiêu, ông tiêu ở đâu, thì ông bảo không có nhớ. Thì quan tòa mới hỏi là cái nói tranh án mới hỏi ông là sao các ông làm bộ trưởng mà hỏi cái gì các ông cũng không biết, hỏi cái gì các ông cũng không nhớ thì sao làm bộ trưởng được. Thì chúng tôi cũng, thưa quý vị, nói đến đây thì 3 triệu đô la mà không nhớ không nhớ chứ mà tôi mà thực sự là cũng khó chứ anh nghĩ Việt Nam bây giờ ông này tôi nghĩ chắc không có vợ bé, tại vì không thể nói đến. Ông này thì chắc cũng không có đi du lịch ăn chơi ở bên Macau hay là bên Hồng Kông hay là bên Singapore hay đi, chắc không thấy nói đến cái chuyện đó cả. Người tôi thấy mình, mặt mũi ông ấy rất là gương mẫu hiền lành, rất là chân chất, chân chất thật thà. Bây giờ anh thử tưởng tượng đi, cho anh 3 triệu Mỹ Kim mà anh là người đàng hoàng, anh tiêu gì cho hết ra, anh ăn ngày anh ăn bao nhiêu tô phở cho hết, 3 triệu Mỹ Kim không nhớ. Thì bởi vậy nó khó lắm chứ không phải, nó quan tòa hỏi nhiều khi cũng khó. Và tôi thấy tội là sức khỏe, khi mà ông bị này sức khỏe ông giảm đó, cho nên là người ta phải đợi cho ông tỉnh táo rồi này kia đấy, ông tội. Thì ông nói chúng tôi thấy cũng thương, bởi vì quý vị biết là cán bộ mà làm hy sinh lo cho dân nhiều quá ảnh hưởng tới sức khỏe. Bây giờ ông bảo rằng là ông không biết, ông không nhớ rõ 3 triệu, ông không nhớ được. Rồi bây giờ thì chúng tôi cũng có bài báo là ông Son là mong hội đồng xét xử cho gặp gia đình và con gái để thống nhất phương án khắc phục hậu quả, và chủ tọa cho biết để tạo điều kiện cho bị cáo Son gặp gia đình bàn việc khắc phục hậu quả. Tòa nghỉ làm việc ngày 19 tháng 12 và làm việc vào ngày 20. Thưa quý vị thấy không, cái cách xử của Việt Nam mình nó rất là nhân đạo. Anh thấy không, tức là sức khỏe yếu thì để cho nghỉ ngơi. Đó rồi, nếu mà tiền quên không biết đưa đâu thì gặp để mà bàn định lại với gia đình, là với gia đình. Anh thấy không, cho nên là cái nền tư pháp của Việt Nam mà nó nhân đạo, đầy tính con người, đầy tính nhân văn.
mà đặc biệt là nhân văn đối với đảng viên thôi. Chứ còn những dân mạng cắp ổ bánh mì là coi chừng ạ. Hay là xin lỗi hình những cái những người mà cứ tự nhiên cứ có cái tội là âm mưu lật đổ chế độ, đi ở tù, bị biệt giam, không được gặp gia đình, không gặp ai cả. Mà trong khi này thì quý vị, 3 triệu đô la, những người, những cái tay này mới là những cái tay làm hại đất nước nè, chứ còn những người mà tự nhiên chụp cho cái mũ là âm mưu lật đổ chế độ mà người ta đàn bà không có trong tay, không có một cái gì hết, không một tấc sắt nữa mà bắt người ta. Còn cái này thì là tội nghiệp, lo là gặp gia đình để bàn việc khắc phục hậu quả. Nhưng mà chúng tôi cũng hiểu ông này, ông nói lung tung lắm. Ông nói như thế này: ông Nguyễn Bắc Son khai là ông làm theo tinh thần chỉ đạo của thủ tướng. là sao? Tức là theo như ông ấy, theo như ông là ông nhận được cái thông báo của thủ tướng là đồng ý cho cái chuyện mà công ty của ông ấy mua lại một cái công ty kia, cái công ty đó. Thì thưa quý vị, có thể là như vậy đi. Tôi không biết ông thủ tướng có thông báo cho ông biết, đồng ý cho ông biết không. Nhưng mà người ta cho ông mua, nhưng mà cái đây người ta không có, cái tội ông đưa ra không phải là vì ông mua cái công ty kia. Cái tội ở đây á, là ông nâng giá khống cái công ty kia lên, đã nghe trị giá của nó, thí dụ như vậy nó là 3 tỷ thì ông mua với giá 6 tỷ hay là mua với giá 9 tỷ chẳng hạn, như vậy mà cái, lời đó, hả? Mà là thu két đại khái là như vậy. Sau đó thì nó mới đưa cái tiền hối lộ, nó trả ơn cho ông ấy. Mấy cái chuyện đó nó cụ thể quá trong nước, tại vì xin lỗi quý vị, chúng tôi không nói chính xác được, tại vì Nguyễn Khôi rất là bối rối với những cái số tiền trong nước bao nhiêu tỷ đồng mà mình choáng váng á. Chúng tôi đọc tôi không hiểu, mà tại vì mình ở bên Mỹ mình quen dùng tiền bên này, nó quen rồi, cho nên xin lỗi quý vị, chúng tôi không nhớ được chính xác con số đó, nhưng mà chỉ biết là 3 triệu này, thì ba triệu Mỹ Kim thì mình biết, cái tiền Mỹ Kim thì mình biết, mình quen rồi, nhưng mà cái tiền trong nước á mình không biết được. Thì quý vị, xin quý vị thông cảm cho cái chuyện đó. Nhưng mà cái vấn đề mà chúng tôi muốn nói ra ở đây đó là người ta hay nói tới cái gọi là hãy tin vào sự lãnh đạo của đảng. Thế này thì làm sao mà tin được? Đây là cán bộ cao cấp đã làm tới chức bộ trưởng rồi mà không phải một ông bộ trưởng, mà trong cái vụ này liên quan tới 2 ông bộ trưởng khác nhau, liên quan tới một cái ông mà bán á. Thì cái ông đó là con, là em của một người giàu nhất nước. Phạm Nhật Vũ là em của Phạm Nhật Vượng, là cái người giàu nhất nước. Toàn là những đầu tay to mặt lớn không à, lãnh đạo đất nước như vậy. Nhưng mà tôi tin sao, tin sao? Theo tôi thì tôi hiểu như thế này. Tôi rất là thông cảm cho ông Nguyễn Bắc Son. Sao tôi thông cảm cho hoàn cảnh của ông ấy. Khi ông đi ra ông khai, tại sao lúc thì ông khai như thế này, lúc khai như thế kia. Mặc dù tôi biết là ông có thể khai một cách rất là rành rọt rõ ràng. Cái 3 triệu nó đi đâu, nó sử dụng vào việc gì. Nhưng mà khổ nào ông phải suy tính. Bây giờ khai thằng nào mà giấu thằng nào. Bây giờ đâu phải mình ông ăn đâu. Nó có rất nhiều thằng ăn ở trong này. Ông phải ngồi suy nghĩ bây giờ khai thằng nào mà giấu thằng nào. Mà mình liệu mà còn giữ được cái mạng của mình. Chứ còn bây giờ nếu mà mình khai, bây giờ nếu ông khai rành mạch, số tiền đưa cho người này nè, thì không khéo đó là không còn Son nữa. Tức là cái Nguyễn Bắc Son này là thành cái nồi lũng. Thì anh cũng biết rồi, đối với ông Nguyễn Bá Thanh ra đi như thế nào, rồi ông Tướng Ngọ ra đi như thế nào, rồi bây giờ người ta vẫn còn thắc mắc là không biết ông Phùng Quang Thanh ông đi đâu. Rồi bây giờ người ta vẫn còn cũng còn thắc mắc một cái chuyện khác nữa, là lâu nay không thấy đồng chí Bí và đồng chí Chủ, cũng không thấy gì cả. Thế cho nên là ông Son này nhiều khi ông cũng tội nghiệp ông á. Ông là người sống trong cái nôi của cách mạng, ông hiểu rằng là đồng chí mình lạng quạng là nó lụi. Cho nên bây giờ khai là phải khai ai mà giấu ai, cho nên cũng tội cho ông, cũng thông cảm. Nói vì chứ mình mà hớ hên tí là tự nhiên cái báo nó đăng là đảng và nhà nước đã tận tình cứu chữa rồi. Rất là phiền, anh cũng thông cảm. Nhưng mà giờ thì ông theo như chúng tôi đọc của báo mới nhất thì là ông bị đề nghị cái bản án tử hình, tại vì ông không chịu trả lại tiền, đơn giản như vậy. Tại vì tiền thì ông bỏng đi cho con gái ông ấy, vì con gái ông nó không nhận đồng nào hết. Bây giờ nhà nước đã rất là nhân văn khi mà ra tòa xét xử để dành cho thời gian để ông bàn bạc với gia đình để mà khắc phục. Thì bây giờ ông bàn xong rồi, ông bảo ông không giao cho con gái mà cũng không có sử dụng vào, ông không biết ông sử dụng vào mục đích gì hay là tiền đi đâu hết thì ông không biết, ông tiêu vào cái chuyện gì ông không biết. Mình ông bảo mình ông tiêu mà bây giờ hỏi tiêu chỗ nào ông không biết. Chứ cứ vậy, những người như thế này ăn nói trắng trợn như thế này, nói láo trắng trợn như thế này, họ đã từng là bộ trưởng rồi đó, mà mới thời gian không có xa đâu, vài năm trước thôi. Thưa anh, là 3 triệu đô la mà ông làm giống như là 3 đô la. Vậy thực sự nhiều khi tôi bỏ 3 đô la trong túi nè, rồi tôi mua gì tôi không nhớ. Tôi không biết là
Mình dùng vào cái chuyện gì vậy? Dùng vào việc gì không nhớ là tôi đã mua vé số hay là tôi đi mua $3 đây thì thưa quý vị mua ở bên Mỹ không đủ. Yeah. Này đây mua ở Mỹ không đủ nha. $3 thì chúng tôi chỉ mua tàu hũ thôi. Một đồng bốn một đồng 25 4 miếng. Thì nhiều khi mình bỏ $3 mình không nhớ mình xài vô việc gì. Hay là có nhiều khi mình đi ra đường mình có thể cho một người homeless chẳng hạn. Mà ông đi 3 triệu mà không nhớ xài cái việc gì. Cũng tội hả? Nó láo một cái trắng trợn như vậy. Mà nói được. Mà ông có nói như nè. Ông nói là ông đã đưa tiền cho con gái và dặn con không được đầu tư vào đâu và không được gửi tiết kiệm. Ông khai như thế, ông nói rõ ràng như thế. Đã từng khai như thế. Bây giờ thì ông phủ nhận tất cả những lời khai đó. Mà lúc đó ông hỗn loạn, ông tinh thần, ông ấy không có bình tĩnh, không sáng suốt. Rồi ông khai không có chính xác, vân vân rồi vân vân. Nhưng mà bây giờ cụ thể là bây giờ chỉ có cái rõ ràng là hy sinh đời bố, củng cố đời con. Nó hẳn là như vậy. Quý vị, người cộng sản là suốt đời hy sinh để mà lo cho dân cho nước. Đấy, hy sinh như thế đấy. Hy sinh như thế đấy để lo cho dân cho nước đấy. Yeah. Quý vị thấy là ở Việt Nam ở tổ chức có nhiều tổ chức người Việt ở hải ngoại đó làm từ thiện. Yeah. Chúng tôi thấy hình ảnh cũng cảm động về Việt Nam xây cầu, xây những cái những vùng sâu vùng xa không có cầu, xây những cái cầu, đào giếng nước, làm trường học, rất là cảm động. Mà thưa quý vị, trong khi đó 3 triệu mà ông này mà ông nhận hối lộ đó, làm được biết bao nhiêu việc anh. Yeah. Anh thấy quý vị thấy rõ ràng không? Đảng viên Cộng sản Việt Nam không làm được một cái việc gì cho dân cả. Chúng tôi chưa bao giờ mà đọc báo trong nước đó nha, thấy rằng là cán bộ đảng viên chung sức nhau xây một cái cầu hay làm cái việc gì đó cho dân cả, mà toàn là xây biệt phủ nè, sắm xe hơi nè, là xây nhà thiệt là lớn nè, mà còn những cái tổ chức từ thiện ở nước ngoài đó thì về xây cầu cho dân. Dạ, đi xin từng đồng, đi xin từng đồng, đi quyên từng đồng để góp tiền vào để giúp cho đồng bào khó khăn ở trong nước. Còn các đồng chí lãnh đạo trong nước thì thưa quý vị, 3 triệu đô la Mỹ mà xài, mà tiêu xài không mà không nhớ. Biết mình tiêu vào cái việc gì. Chứ chắc là bình thường, chắc như vậy là chắc cái tiền mà mình tiêu xài chắc nó cũng hơi nhiều anh ạ. Thì anh biết rồi, cán bộ đảng viên là ở trong nước thì xây nhà, mua xe. Mà nếu mà có con đưa ra nước ngoài thì tuồn ra mức này để mà mua nhà ở ngoài này nữa. Ồ, là còn có màn đó nữa. Đấy, cho nên là nhiều khi cũng anh tuyên truyền nhé, không phải cán bộ báo chí nhà nước không có đăng cái chuyện đó nha. Cán bộ đảng viên nhiều khi cũng muốn đóng góp cho kinh tế nước Mỹ nữa. Bởi vì Mỹ nó gửi tiền về mình nhiều quá, mình cũng phải trả lại chi đến pay back chút xíu. Không, chúng ta sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo. Điều gì làm cho nước mắm Red Boot đặc biệt hơn tất cả? Tung lưới bắt được những cá cơm thật tươi trên vùng biển sạch nhất tại đảo Phú Quốc. Cá cơm được ướp ngay trên bon tàu để giữ độ tươi, dùng theo phương cách gia tộc cổ truyền trên 200 năm truyền lại. The idea very much resembles like extra virgin olive oil, where the olives are pressed and you get the first pressing, which is kind of a hallmark of olive oil and fish sauce. Nguyên chất tinh khiết chỉ với hai thành phần chính là nước mắm nhĩ duy nhất được nhập khẩu tại Hoa Kỳ qua chấp thuận PTO. Với độ đạm đến 40%, Red Boat Fish Sauce là nước mắm nhĩ duy nhất cho mọi bữa ăn trong gia đình. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản, kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Keiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Keiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương
giá 250 Mỹ Kim một hộp, 120 viên, uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho Đài Quê Hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Thưa quý vị, đã lại phần 2 của chương trình, thì Hoàng Tuấn cũng xin trình bày với quý vị một hoàn cảnh khó khăn khác của cán bộ tội, cán bộ bây giờ người ta làm việc. Thế cán bộ giàu không mà tự nhiên anh bảo vậy chứ? Không, báo chí đang rõ ràng mà đúng quy trình. Ở Việt Nam giờ cái gì đúng quy trình. Màng trả lời kịch tính vụ phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đi xe hơi, nhận nhà tình nghĩa khủng. Tại buổi làm việc của phóng viên báo Dân Trí ngày 13 tháng 12 thì ông Đặng Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành và ông Thái Văn Thông, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Châu Thành đều khẳng định việc cấp sửa nhà tình nghĩa cho ông Tuấn là đúng quy trình. Nhà tình nghĩa của đồng chí Tuấn là do Hội Cựu Chiến binh hỗ trợ 60 triệu để sửa chữa nhà. Số tiền còn lại hơn 200 triệu là do bạn bè, chiến hữu, người cho vay, người cho mượn. Đây đều là bạn bè, chiến hữu của đồng chí Tuấn tự nguyện hỗ trợ, không ai đứng ra kêu gọi cả. Trước khi sửa chữa nhà thì Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã tiến hành khảo sát và xác định đúng đối tượng thương binh 2/4. Hiện hoàn cảnh nhà đồng chí Tuấn rất là khó khăn. Ông Đặng Thanh Hải, Chủ tịch Hội Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành cho biết như thế. Thấy cái tình đồng đội không? Đúng rồi, đó, tức đồng là, chí hỗ trợ có 60 triệu thôi, nhưng mà mỗi người góp 200 triệu. Đấy. Và khi phóng viên trao đổi về việc cả tỉnh Tây Ninh trong đợt này chỉ có một suất hỗ trợ cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Ông Tuấn nhà có xe hơi, có phải cựu chiến binh khó khăn nhất để được hỗ trợ hay không? Việc cấp tiền hỗ trợ xây nhà cho ông Tuấn có công bằng hay không? Lãnh đạo huyện Châu Thành trả lời khá vòng vo. Và trách nhiệm chính trong việc sửa chữa nhà tình nghĩa cho đồng chí Tuấn là Hội Cựu Chiến binh huyện. Để hoàn tất thủ tục, Hội Cựu Chiến binh huyện kết hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội để xét và nhận thấy nhà đồng chí Tuấn cần sửa chữa. Xã cũng có văn bản gửi lên xong, rồi huyện mới thẩm định, sau đó mới lên trên Hội Cựu Chiến binh của tỉnh. Rồi sau đó Hội Cựu Chiến binh tỉnh có xuống khảo sát và quyết định. Đó là thấy là nhà này là khó khăn, hư rồi, hư dột nhiều. Nhưng mà theo ông Hải đấy thì mặc dù á bốn người con Tuấn á đều đang giữ các chức vụ tại quân đội, công an, chính quyền, nhưng cũng có hoàn cảnh khó khăn, rồi không khéo lại đến đây cấp thêm bốn cái nhà nữa để tất cả và đều sống nhờ nhà vợ. Ôi giời, tội quá. Ba người con trai lập gia đình nhưng ảnh cũng không có điều kiện cấp nhà cho con, cho nên nhà cửa đều là nhà vợ lo cho hết. Nói chung sống nhờ bên nhà vợ đấy. Về hai chiếc xe hơi thì ông Hải cũng cho biết là một chiếc xe của con Tuấn và một chiếc xe của ông Tuấn. Chiếc xe thì không dữ dàng gì đâu. Khi ba mẹ đồng chí Tuấn bệnh, vợ ghẻ chân không đi lại được, nên bạn bè thân quen hỗ trợ bán trả góp cho ảnh để đưa cha mẹ đi cấp cứu. Chiếc xe cũng đời cũ rồi, không đáng là bao nhiêu. Đấy. Tuy nhiên cũng theo ông Hải thì trước khi ông Tuấn mua xe thì con Tuấn cũng đã có xe rồi. Chiếc xe của con Tuấn thỉnh thoảng dùng để chở ba mẹ ông Tuấn đi chữa bệnh. Như vậy theo chủ tịch huyện, mặc dù ông Tuấn đã có xe hơi rồi, nhưng về sau ông Tuấn mua thêm một chiếc nữa để chở cha mẹ đi chữa bệnh. Rốt cuộc gia đình ông Tuấn có hoàn cảnh khó khăn trong mặt kép, nhưng vẫn mua đến hai chiếc xe hơi để chở người thân đi chữa bệnh. Ôi giời, anh thấy em tội không? Tội là có hiếu, có hiếu và thương vợ. Cái đây là con người sống rất là tình cảm. Với cái chuyện này tôi có đọc một cái bài báo ở một cái tờ báo khác đăng, thì người ta kể câu chuyện hơi khác được một chút. Này, là người ta nói là ông này ngày xưa ông đã một lần ông đã được cấp cho một căn nhà tình nghĩa rồi. Rồi. Nhưng mà bây giờ đó
đi căn nhà này là căn nhà thứ hai. Thì tại vì nên... người ta nhiều tình nghĩa. Không phải. Và người ta nói là căn nhà này nó không phải căn nhà tình nghĩa. À. Mà căn nhà này là căn nhà nghĩa tình. Không có thực sự bảo đăng nhưng mà chúng phải là chúng tôi nói nhạo ra. Là nó khác phải không? Nó khác. Cho nên là bảo ông này là hai lần nhận nhà tình nghĩa là không có đúng sự thật. Lần đầu á là nhà tình nghĩa. À. Nhưng lần thứ hai ấy, là nhà nghĩa tình. Đó là cách làm việc ở trong nước. Quý vị thấy mà anh thấy người sống có tình cảm không? Quá tình cảm. Thương bố mẹ, thương vợ, vợ bị gái chân. Mà nên... chính vì như vậy cho nên bạn bè cũng rất là thương. Đó. Dạ. Mà thương đến cái độ mà tránh cho sự thiệt sửa nhà này, rồi cho mua trả góp, mua xe hơi cho hơi trả góp này. Và năm nay có thể là năm tới cũng chừng là mua thêm cái xe thứ ba nữa. Tội. Dạ. Thương. Thương nhau tình nghĩa đồng chí thương nhau như vậy thì hết nhất rồi không nhất, nói quả, nhất quả đất nhất quả đất. Hội đồng nhân dân Hà Tĩnh chất vấn về 35.000 lao động chui ở nước ngoài. Tin của báo VN Express. Chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về 35.000 lao động đang làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài nhận được câu trả lời là rất khó quản lý đó. Thì thưa quý vị, mà toàn là Hà Tĩnh không anh hả? Cái này Hà Tĩnh có đặt ra tại vì cái số người đi lao động ở nước ngoài mà đi chui đó, ở lậu ở lại vân vân, hoặc là đi chính thức nhưng mà ra rồi không về nữa, chẳng hạn, hoặc là đi chui như là đi làm chui giống như trường hợp như mà trường hợp 39 người chết ở Anh đó. Tôi thắc mắc là tại sao mà đất nước mình nó tươi đẹp như thế. Yeah. Chưa bao giờ mình có cơ ngơi như thế. Mà tại sao dân mình cứ đi ra mà? Là tại vì người dân bình thường, cái này nó thực tế, người dân bình thường muốn anh cứ nhìn thấy cán bộ nó xây nhà lớn to đủ cho bố mẹ nó ở, bố mẹ nó hơi đau chân chút xíu là mua hai cái xe hơi để chở đi nhà thương. Thì người dân người ta cũng phải tìm cách để mà người ta được vươn lên chứ. Mà trong nước thì không có hoàn cảnh thì sẵn sàng đi ra ngoài làm chui ở lậu, rồi sẵn sàng gặp những cái hiểm nguy cũng sẵn sàng để mà sẵn sàng chấp nhận, để biết đâu mình về mình cứ xây cho bố mẹ mình được căn nhà. Thôi gì ông cán bộ cả, mặc dù ông cán bộ cũng là đầy tớ của mình. Rồi chúng tôi có một bài báo trên báo VN Express là Thành phố Hồ Chí Minh diễn tập chống khủng bố. Và mà thưa quý vị, lúc đầu tôi đọc tôi cũng bỡ ngỡ, diễn tập chống khủng bố gây rối an ninh. Tôi nghĩ là cái buổi diễn tập đó nó gây rối an ninh, tức là chống khủng bố và chống gây rối an ninh ha. Thì làm dữ dội lắm. Hơn 4.000 người này, xe thiết giáp, chó nghiệp vụ được huy động để diễn tập chống gây rối an ninh khủng bố, bắt cóc con tin. Người ta dựng cái cảnh là có một đám người là chạy xe cầm gậy la hét rồi bắt cóc bắt con tin này nọ rồi bây giờ rồi xe phải cũng có là bắn tỉa nữa, lực lượng bắn tỉa rồi đủ thứ, nó là làm dữ lắm, đóng đường rồi lại làm kinh khủng lắm. Tức là người ta đặt ra cái tình huống là có nhóm khủng bố lợi dụng tình hình phức tạp chiếm giữ trụ sở ủy ban nhân dân quận nè, bắt giữ nhân viên làm con tin nè, đồng thời dùng hóa chất chất nổ đe dọa khủng bố. Nhưng mà tôi đọc tới đây thì tôi thấy sao nó quen quen. Bên ngoài trụ sở các mũi tấn công đồng loạt triển khai giải cứu con tin, bắt giữ những kẻ gây rối, vân vân. Thì thưa quý vị, nó không phải tự nhiên mà nó có cái chương trình này. Bởi vì những người dân ở trong nước đó, người ta nói bao giờ Việt Nam mình như Hồng Kông. Cho nên bây giờ đây là một cái hình thức mà răn đe, hăm dọa trước. Đấy, đừng có bắt chước Hồng Kông nha. Chứ hỏi anh bây giờ Việt Nam mình khủng bố đâu? Mà cứ bảo là đi du lịch Việt Nam thì nó an toàn, chỉ có cái mấy thằng cướp giật thôi. Nhưng mà bây giờ là tự nhiên cái thực tập chống khủng bố, cái chuyện này nó rõ ràng. Cái cộng sản nó mưu mà trước quỷ, nhưng mà cái này nó rõ lắm. Thế là ngăn trước để chứ làm gì có chuyện bắt cóc con tin thì dùng hóa chất rồi. Thật sự là thưa quý vị và thưa quý vị, chúng ta tìm cái bài như vậy mà không có. Quý vị để ý nè, trong cái thời gian gần đây đó, liên tiếp nhà nước cộng sản Việt Nam đưa ra tòa để xử án những người mà họ gọi là âm mưu lật đổ chế độ, hay là cả những người khủng bố đó thưa quý vị. Thì một là ông già 70 tuổi, bà già 6 mấy tuổi, là 4 mấy tuổi, bà thanh niên thì là cũng 2 mấy tuổi, mà một đơn thân độc lã có một mình không có gì hết. Thế thưa quý vị, đấy là những người mà họ ghép vào cái tội khủng bố, chống phá chế độ, âm mưu lật đổ chế độ, thì cần gì phải tập huấn như vậy? Bắt mình cái đó thì dễ quá. Đến nơi tôi nói là những người lật đổ chế độ tìm không ra cái xà beng. Bây giờ phải tập khủng bố, tập chống khủng bố dễ sợ không? Hoạt động này nằm trong chương trình từ đầu năm nay của Ban Chỉ đạo chống khủng bố Thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là lần đầu tiên nhiều phương tiện vũ khí hiện đại chuyên dụng được công an, quân đội đưa vào cuộc diễn tập. Việc này nhằm đảm bảo đối phó với các tình huống xấu nếu xảy ra, trong đó có việc khủng bố sử dụng chất độc hóa học. Đây là hình thức, thưa quý vị, khủng bố tinh thần của người dân. Đó mới là khủng bố đó. Nó rõ ràng. Cái hoạt động đó là hoạt động khủng bố. Tại người dân trong nước bây giờ đó, người ta thấy người ta có làm gì đâu mà còn bị khép vào tội khủng bố. Thì bây giờ anh nói chống khủng bố mà anh sử dụng cái biện pháp như thế này là anh muốn răn đe người dân trước, muốn dằn mặt người dân trước và khủng bố tinh thần người dân. Đừng có bất cứ một cái nghĩ nào. Đừng bắt chước Hồng Kông. Nó rõ ràng là gì. Đòi, Hồng Kông người ta đòi gì? Đòi tự do đòi dân chủ. Người ta muốn đòi tiền nhà nước đâu Hồng à? Nhưng mà mình là dân chủ gấp vạn lần thứ bản. Nhưng mà chống khủng bố mà tôi đề nghị là phải thực tập chống đi bão nữa. Đúng không? Mấy cái thằng đi bão nó mới gây đổ trật tự an ninh đó. Khủng bố thì chúng tôi chưa thấy. Việt Nam thì ăn cướp ăn giật thì có. Khủng bố chưa thấy. Nhưng mà những cái đám đi bão đó, đi bão là tai nạn xe cộ chết biết bao nhiêu người chết. Thống kê là chết khoảng 30-40 người gì đó. Bị thương nữa. Còn con gái thì ở trường ở trần nó chạy đầy đường. Cái đó nó mới gây rối trật tự an ninh. Tức là nó vừa vi phạm thuần phong mỹ tục nè. Gây rối trật tự an ninh nè. Thế tại sao phải có lực lượng thực tập chống đi bão? Như thế mới đúng. Đúng là vớ va vớ vẩn. Vớ va vớ vẩn. Trở lại với cái vụ mà cái vụ công ty Mobifone mua lại công ty AVG. Thì có một cái chi tiết vui vui. Vài báo có đăng là báo VN Express rằng 2 triệu USD tức là 2 triệu đô la Mỹ hối lộ giấu trong thùng hoa quả. Trời, hoa quả này đắt giá ha. Cái vấn đề ở đây là tại vì nhiều khi chúng tôi anh Hồng Tuấn hay cứ hay nói là phong bì. Phong bì là cái chuyện của thế kỷ trước rồi nhá. Bây giờ người ta hối lộ người ta cũng dùng phong bì nữa. Thì phong bì nó chứ không đủ. 2 triệu phong bì nào mà chịu nổi. Cho nên bây giờ người ta dùng thùng hoa quả. Cho nên từ giờ về đi anh, nếu anh nói tới chuyện hối lộ mà anh dùng phong bì là cái đó là nhiều khi nó không có hiệu quả đâu. Đồng bào trong nước xin đồng bào chú ý cho là các cán bộ nhà nước ta thì bây giờ thích thùng hoa quả hơn là phong bì nhé. Dạ, 2 triệu đô la Mỹ giấu trong thùng hoa quả. Kinh hoàng thật quý vị. Một đất nước mà vẫn tự hào là cán bộ đảng viên đảng rồi kia rồi phục vụ nhân dân, đầy tớ của nhân dân, cái này mà đầy tớ cái gì anh? Cái này là đầy đọa nhân dân. Không biết đường xa ở Mỹ đó anh đi có thấy êm không? Chứ có nhiều người bảo là về Việt Nam, đường Việt Nam đi rất là êm. Có những đoạn êm, có những đoạn không êm lắm. Nó êm chứ, tại vì như thế này. Cầu hơn 7 tỷ lộ cốt xốp. Tức là cái trong đó người ta bỏ xốp ở trong cầu á. Cho nên là đi nó êm. Đi nó êm anh ạ. Chiếc cầu dân sinh Hòa Lộc, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Bong tróc bê tông để lộ cốt xốp và sắt thép đang hen rỉ vẫn chưa được khắc phục. Trước đó người dân đi đánh bắt cá dưới gầm cầu phát hiện cầu lộ xốp và sắt thép. Người dân lấy que chọc vào những nơi bê tông mỏng thì ngạc nhiên thấy xốp nó bay ra. Ông Nguyễn Duy Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kỳ Trinh cho biết là nhiều cán bộ đã xuống cầu Hòa Lộc kiểm tra xác nhận những thông tin này là hoàn toàn chính xác. Thế thì cái mục đích người ta bỏ xốp là đi cho nó êm nè. Nên tôi nghĩ như vậy. Tôi không có rành về kỹ thuật xây dựng, tôi không có biết, nhưng mà nghe xốp thấy mềm. Nó có 7 tỷ 3 thôi. Dạ vâng. Và thi công từ 2015. Cầu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 2 năm nay. 2 năm bây giờ nó lộ xốp ra. Dạ vâng. Không biết làm sao chứ hồi đó mấy thằng cái thằng thực dân Pháp với thằng đế quốc Mỹ sao nó xây cầu cả mấy chục năm cả thế kỷ vẫn xài được, mà sao mình mới xây mới có 2-3 năm mà nó cứ lộ xốp với lộ chứ. Còn sáng anh nói thì chúng tôi nói luôn cái phần này nè. Ở Bạc Liêu đó nó có cái đài nước bị sập đổ hoàn toàn, tức là mới có 4 năm thôi. Đưa vào hoạt động 4 năm thì nó sập một cái là coi như sập 100% luôn. Đó. Thế thì người dân người ta mới thắc mắc, người ta nói như thế này là ủa, các đài nước ở thành phố Hồ Chí Minh có từ 50 năm trước có cái xây dựng từ Pháp thuộc tới giờ thì nó vẫn chưa sụp đổ. Thời đại chúng ta khoa học tiến bộ hơn, tại sao nó lại đổ sập? Thì có người trả lời, thời đại chúng ta là vậy, nhưng nước chúng ta nó khác. Thua luôn. Pháp nó xây từ thời Pháp tới giờ là cả trăm năm anh hả? Dạ đúng rồi. Đấy, nhưng mà nó vẫn còn. Sao mình mới xây có 4 năm? Mà thời đó kỹ thuật nó còn thấp đó. Thế đấy. Bây giờ. Thế mà mình bảo mình xây dựng đất nước là mình xây làm sao? Có những câu hỏi không bao giờ có câu trả lời. Cảm ơn Hoàng Tuấn nha. Tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chào tạm biệt quý vị.